Mở đầu là phần tin trong nước quan trọng. Sáng nay, Bộ Công an tổ chức hội nghị công tác cảnh sát điều tra 6 tháng đầu năm 2023. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, yêu cầu về xây dựng cơ quan điều tra công an nhân dân phải được đổi mới cả về tư duy, hành động nhằm triển khai hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, góp phần phòng chống hiệu quả các loại tội phạm, từ tội phạm truyền thống đến tội phạm lợi dụng không gian mạng để gây án. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, tội phạm về trật tự xã hội của tất cả các giai đoạn hoạt động đến đâu, lực lượng cảnh sát điều tra phải tiếp cận, nhận diện, giải quyết từ sớm, từ xa, từ trước đó. Lực lượng cảnh sát điều tra tập trung phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, qua đó tham mưu với Đảng, Chính phủ, xây dựng pháp luật, ban hành các chỉ thị, nghị quyết, thông tư, quy định có liên quan, đảm bảo cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và lực lượng cảnh sát điều tra các cấp, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện xuyên suốt, có hiệu quả các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Yêu cầu lãnh đạo các đơn vị cần tập trung đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác phòng chống tội phạm, điều tra xử lý tội phạm 6 tháng đầu năm 2023, dự báo tình hình tội phạm, xác định nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm của cơ quan cảnh sát điều tra công an các cấp, cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong công an nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023. Đồng thời, sơ kết đánh giá 3 năm thực hiện thông tư liên tịch số 01 về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, quán triệt triển khai phương án và các quyết định của Bộ Công an về mô hình tổ chức bên trong cơ quan điều tra, tạo sự thống nhất nhận thức và triển khai trong toàn quốc. 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng cảnh sát điều tra chủ động công tác nắm tình hình, nhận diện tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, tham mưu kịp thời chất lượng nhiều mặt công tác, tiếp tục có chuyển biến tích cực theo hướng chú trọng đến hiệu quả phát triển nghiệp vụ và nhận diện tội phạm. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt được kết quả tích cực. Tỷ lệ điều tra, khám phá án trật tự xã hội đạt 81,83%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90,63%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội giao. Nhiều địa phương thực hiện nghiêm túc hiệu quả chỉ đạo của lãnh đạo bộ về kéo giảm 5% tội phạm về trật tự xã hội, quyết liệt chỉ đạo, điều tra, xử lý các loại tội phạm có thủ đoạn mới, chưa có tiền lệ. Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, là một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực, kịp thời gian đe hành vi phạm tội và phòng ngừa chung. Chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh tập trung cao độ cho nhiệm vụ xây dựng lực lượng cảnh sát điều tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trước mắt là triển khai phương án và các quyết định của Bộ về mô hình bên trong của cơ quan điều tra theo đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đề ra, bảo đảm thực sự tinh, gọn, mạnh, kết hợp nhuần nhuyễn hai khâu điều tra và trinh sát, tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm trên cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, giữa công tác điều tra và công tác trinh sát, góp phần hoàn thành các mục tiêu phòng chống tội phạm, xây dựng trật tự xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh. Đồng thời, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm, các mặt công tác điều tra xử lý tội phạm, bảo đảm chấp hành nghiêm pháp luật trong hoạt động điều tra. Đẩy mạnh tiến độ hơn nữa việc ra soát, xây dựng, bổ sung pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho công tác phòng chống tội phạm và hoạt động của cơ quan cảnh sát điều tra. Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị triển khai đồng bộ các biện pháp tạo chuyển biến đột phá về công tác truy nã tội phạm, tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động của cơ quan điều tra và tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế của cơ quan cảnh sát điều tra trong phòng chống tội phạm. Thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Trong những năm qua, lực lượng công an nhân dân luôn trân trọng, ghi nhớ công ơn và thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực để tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái, quý trọng đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với đất nước. Đây là khẳng định của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khi đến thăm và tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh vào chiều ngày hôm nay. Cùng đi với đoàn có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị trong Công an Nhân dân.
Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa với những hoạt động cụ thể, thể hiện sự kính trọng, tấm lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh là đơn vị nuôi dưỡng, điều trị cho thương bệnh binh nặng, tập trung số lượng thương binh đông nhất và thương tật nặng nhất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, với 95 thương bệnh binh nặng hạng 1/4 bị thương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và trong thời kỳ bảo vệ, xây dựng đất nước. Đến thăm trung tâm, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi về sức khỏe, tinh thần của các đồng chí thương bệnh binh cũng như điều kiện cơ sở vật chất, sinh hoạt của trung tâm không ngừng được cải thiện trong thời gian qua. Nhìn thấy các bác hàng năm cũng đều có gặp mặt, thấy các bác rất là khỏe mạnh, rất vui vẻ thì chúng tôi cũng rất mừng. 95 bác mấy năm nay rồi cũng là gặp mặt đầy đủ các bác, mặc dù là cũng còn có những bác hiện nay đang phải điều trị ở bệnh viện, đang phải đi cũng là chăm sóc sức khỏe vết thương, đi lọc máu, đi chạy thận cũng không có mặt được ở đây, rồi nhiều bác thì cũng chưa được lên hội trường. Thành ra là cũng rất vui và rất mừng là hội trường thì rất đẹp, và đặc biệt là thấy những điều kiện, những cơ sở cũng hỏi thăm là ngủ thì mát về mùa hè, ấm về mùa đông là cũng rất là tốt. Rồi là tivi thì các bác vẫn được đi xem nhiều đấy, rồi bếp nước rồi tất cả các thứ thì cũng thấy rất đầy đủ, thì chúng tôi cũng rất mừng. Xúc động, khâm phục và tự hào về những hy sinh, đóng góp của các đồng chí vào sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc, cũng như ý chí vượt khó về mặt thể chất, phục hồi sức khỏe, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn các thương bệnh binh tiếp tục phát huy phẩm chất tàn nhưng không phế, là những tấm gương về lòng dũng cảm, đức hy sinh. Để tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Bắc Ninh, huyện Thuận Thành cần quan tâm hơn nữa để Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, nêu cao đạo lý uống nước nhớ nguồn, xác định việc chăm lo các thương bệnh binh là vinh dự, là trách nhiệm, góp phần thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước ta. Lắng nghe, chia sẻ và trực tiếp giải đáp một số đề xuất của các đồng chí thương bệnh binh, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị lãnh đạo trung tâm cần khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng tháo gỡ những vướng mắc trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, trong đó kịp thời sớm hoàn thiện hồ sơ suy tôn liệt sĩ đối với một số thương bệnh binh đã mất. Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cấp ủy chính quyền địa phương tiếp thu các ý kiến, qua đó đảm bảo hiệu quả từ việc thực thi chính sách của Đảng, Nhà nước về người có công với cách mạng. Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, lực lượng công an đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân người có công với cách mạng. Ngày 25 tháng 7, đoàn công tác của Bộ Công an do đồng chí Thiếu tướng Huỳnh Văn Hải, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức Cán bộ Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến tỉnh Tây Ninh dâng hương dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã dâng hương dâng hoa tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đồi 82, Nghĩa trang Liệt sĩ Ban An ninh Trung ương Cục Miền Nam, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên. Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà của Bộ Công an cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tại những nơi đến thăm, đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và gửi những phần quà của Bộ Công an đến các gia đình chính sách. Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức gặp mặt và tặng quà đối tượng chính sách, cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Trong những năm qua, Công an tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thăm hỏi, chăm sóc người có công bằng những hoạt động thiết thực nhằm giúp đỡ về vật chất và động viên về tinh thần để gia đình người có công vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, như ủng hộ quỹ nghĩa tình đồng đội, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng sửa chữa nhà tình nghĩa. Nhân dịp này, Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trao tặng quà cho hai mẹ Việt Nam anh hùng đang được Công an tỉnh phụng dưỡng, 9 đồng chí là thân nhân liệt sĩ đang công tác trong Công an tỉnh, 14 đồng chí là thương binh công an nhân dân đang công tác tại Công an tỉnh được nhận quà của Chủ tịch nước, Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an tỉnh. Trong dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, cùng với cả hệ thống chính trị, cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh Bình Định đã có nhiều hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, thiết thực tri ân người có công cách mạng. Đã thành thông lệ, mỗi năm vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Bình Định đều có những hoạt động cụ thể, thiết thực, bằng cả tấm lòng nhằm góp phần cùng hệ thống chính trị chăm lo cho gia đình chính sách, người có công cách mạng.
Tại thôn Tiên Hòa, xã Vĩnh Hòa, huyện miền núi Vĩnh Thạnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Quỹ Lá Xanh Chùa Đống Cao, tỉnh Thái Bình tổ chức lễ nhận phụng dưỡng ba mẹ Việt Nam anh hùng là Phan Thị Hưng, Trần Thị Lập và Nguyễn Thị Bùi. Theo đó, mỗi tháng hai đơn vị có trách nhiệm tặng mỗi mẹ 2 triệu đồng để an dưỡng tuổi già, đồng thời sẽ phối hợp hỗ trợ gia đình chu toàn hậu sự khi các mẹ tạ thế. Con sẽ xin hứa là sẽ cố gắng và sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và có nhiều cái chương trình ý nghĩa hơn nữa để mà thể hiện cái đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Giờ mẹ cũng cảm ơn cô anh em quan tâm cho mẹ, không những ngày nào được ngày nói. Xã vùng cao Canh Liên, đường xá xa xôi cách trở, không làm chùn bước chân các chiến sĩ công an tìm đến những người có công cách mạng và gia đình chính sách ở địa bàn này. 10 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng tiền mặt cùng nhu yếu phẩm đã được Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bình Định trao tặng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, thiết thực tri ân những người có công cách mạng. Trên này mà các cháu cũng lên đây là tặng quà cũng rất mừng, cũng cảm ơn. Rất mừng có đây là thôi. Cũng khó khăn đây là cũng nhà nước cũng đến này đến trôn, các cháu cũng rất mừng, phấn khởi. Công tác đền ơn đáp nghĩa trong lực lượng công an tỉnh Bình Định đã được đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Như thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách thương binh, liệt sĩ, người có công trong công an dân và góp phần quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ cán bộ công an. Trong cái thời gian tới thì chúng tôi xác định đây cũng là việc làm thường xuyên, không chỉ là thể hiện nghĩa tình, còn là trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc mà các thế hệ hôm nay chúng ta đang tận hưởng. Nhiều năm nữa. Để có được cuộc sống bình yên của ngày hôm nay, biết bao người đã phải hy sinh xương máu, biết bao bà mẹ vĩnh viễn mất đi người chồng, người con của mình vì độc lập tự do cho dân tộc. Cán bộ chiến sĩ công an hôm nay luôn trân trọng, khắc ghi công ơn của thương binh liệt sĩ, người có công cách mạng. Và bên cạnh việc làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, từng cán bộ chiến sĩ nguyện sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình, nỗ lực giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Chiều nay tại xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, Ban chỉ đạo 138 tỉnh Bắc Cạn tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng công an toàn tỉnh đã xác định và quyết liệt triển khai 3 giải pháp đột phá, 10 nhiệm vụ trọng tâm và 59 chỉ tiêu công tác công an. Các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh trật tự được phát hiện và giải quyết kịp thời tại cơ sở, không để phát sinh phức tạp, hình thành điểm nóng. Tháng 3 năm 2023, Bắc Cạn đã chính thức chuyển hóa khỏi diện bị ảnh hưởng của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, đấu tranh xóa bỏ hoàn toàn tổ chức bà cô dợ trên địa bàn. Các loại tội phạm nổi lên được tập trung chỉ đạo đấu tranh chấn áp, xử lý kịp thời. Công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được tổ chức thực hiện với nhiều hình thức, nội dung phong phú đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Xây dựng, duy trì hoạt động của nhiều loại mô hình tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Dịp này, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 7 tập thể, 3 cá nhân. Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 7 tập thể, 6 cá nhân. Tin an ninh trật tự. Tham gia chữa cháy, 8 cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Hòa Bình xuất hiện dấu hiệu đau đầu, khó thở, buồn nôn, nổi mẩn ngứa đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình để theo dõi điều trị. Khoảng 11 giờ 45 phút ngày 24 tháng 7, nhận được tin báo cháy xảy ra tại nhà kho cho thuê của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Long Xuân, địa chỉ tại xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Hòa Bình đã điều động 48 cán bộ chiến sĩ cùng với nhiều phương tiện đến hiện trường vụ việc để triển khai chữa cháy. Trong quá trình chữa cháy, sản phẩm cháy có mùi khó chịu, phát hiện một số vỏ hộp có ghi là thuốc bảo vệ thực vật. Lực lượng chữa cháy đã liên hệ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đến phối hợp xử lý về môi trường. Đến khoảng 18 giờ 30 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, từ 22 giờ tối ngày 24 tháng 7 cho đến nay, 8 cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia chữa cháy của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ xuất hiện dấu hiệu đau đầu, khó thở, buồn nôn, nổi mẩn ngứa đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình để theo dõi điều trị. Hiện 4 đồng chí đã về đơn vị theo dõi thêm, 4 đồng chí còn lại đang được tiếp tục theo dõi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.
lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 15 tỷ đồng cặp vợ chồng Nguyễn Phước Hùng và Hoàng Thị Hồng Nhạn vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng khởi tố bắt tạm giam. Theo điều tra, vợ chồng Nhạn Hùng có quan hệ thân thiết với một người phụ nữ trú ở quận Liên Chiểu. Vì tin lời của Nhạn và Hùng, vợ chồng người phụ nữ trên đã cho Nhạn và Hùng mượn tổng cộng là hơn 15 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó, vợ chồng người bị hại không thấy trả lại tiền nên đã trình báo cơ quan công an. Thưa quý vị, mạng xã hội ngày càng phát triển, lợi dụng triệt để điều này, các đối tượng đã tạo cho mình vỏ bọc với tên, tuổi, địa chỉ giả để kết bạn, làm quen, tán tỉnh yêu đương, hứa hẹn tìm việc làm thu nhập cao, sau đó lừa bán nạn nhân làm nhân viên phục vụ tại các quán karaoke, cắt tóc, massage trong nội địa. Đây được xác định là một trong những thủ đoạn khá phổ biến trong thời gian qua và đã có nhiều nạn nhân, đặc biệt là các em nữ sinh, rơi vào bẫy của các đối tượng phạm tội. Nữ sinh này mới 13 tuổi đã bị các đối tượng dụ dỗ lôi kéo làm phục vụ cho một số quán karaoke. Tại đây, em đã bị coi như một món hàng và bị các đối tượng xâm hại tình dục. Có một anh đem ra một số số mấy phút mà. Và tọa xong rồi xuống Đông Anh Hà Nội. Cháu lại chuyển số xuống Bắc Giang. Cháu là rất bia cho khách ạ. Thông qua mạng xã hội, nữ sinh tại huyện miền núi Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi cũng bị lừa phỉnh xuống phố làm việc nhẹ lương cao. Nhưng khi đến nơi, em mới biết công việc làm nhân viên phục vụ karaoke. Bằng Facebook nó là em có cần việc làm không, em nói có. Rồi bằng đó đưa cho em nick trăm em gì đó. Rồi xong em lên nhắn tin, rồi em nói là chị có cần người tuyển lầm không chị. Nói là có, em nói là một thân bao nhiêu, nói là một thân 10 đến 15 triệu. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều nạn nhân là trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn, sống tại địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa đã sập bẫy lừa đảo của các đối tượng thông qua mạng xã hội. Điều này cho thấy tình trạng mua bán người trong nội địa có diễn biến phức tạp thời gian qua. Thủ đoạn của các đối tượng không mới, nhưng do các em nữ sinh đều trong độ tuổi mới lớn còn nhẹ dạ cả tin. Do vậy, chỉ thông qua các cuộc nhắn tin làm quen qua mạng thì nhiều em đã hoàn toàn tin tưởng và làm theo hướng dẫn của bọn chúng, trốn nhà, giấu cha mẹ để đi tìm việc làm. Một điều đáng quan ngại trong những năm 22-23 thì rất nhiều nạn nhân là những em gái dưới 18 tuổi, thậm chí là dưới 16 tuổi cũng bị mua bán và đưa vào bóc lột tại những cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm. Về cái biện pháp xử lý thì trước hết là chúng tôi tập trung vào công tác nắm tình hình, chủ động nắm tình hình, kịp thời ngăn chặn, phát hiện, ứng phó với những diễn biến phức tạp của tội phạm. Chúng tôi tăng cường phối hợp với các bộ ngành tăng cường cái công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật cho người dân để mỗi người dân họ nhận thức được cái hậu quả tác hại lâu dài nhiều mặt của tội phạm mua bán người, nhận thức được cái phương thức thủ đoạn, nhận thức được cái nguy cơ đấy, mình sẽ trở thành nạn nhân bị mua bán đấy, nếu mà không có cái kỹ năng tự bảo vệ mình. Diễn biến của tội phạm mua bán người đang đặt ra nhiệm vụ trọng tâm, đó là cần làm tốt công tác phòng ngừa thông qua công tác tuyên truyền, truyền thông về phòng chống mua bán người. Mỗi người dân, đặc biệt là với đối tượng các em học sinh, cần nhận thức được rằng mình luôn đứng trước nguy cơ trở thành nạn nhân của mua bán người.